Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 6 tháng thi công thì cầu Đại Ngãi 2 nối liền giữa tỉnh Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung đã dần hình thành. Khi cầu này hoàn thành sẽ góp phần là phá thế độc đạo của huyện Cù Lao Dung với tỉnh Sóc Trăng. Ghi nhận của lao động vào sáng ngày 16 tháng 5 tại công trình cầu Đại Ngãi 2 nối liền huyện Long Phú với huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng, các công nhân đang khẩn trương thi công mặc dù thời tiết tương đối phức tạp, lúc nắng lúc mưa. Thì mưa thì hiện tại thì nó đang là mới bắt đầu này. Thì bọn em cũng đang cố gắng để làm cái trú mưa ở ngoài công trường luôn ấy. Thì nó đỡ, anh em nó đỡ phải đi lại. Nhà thầu cũng đã sắp xếp lại các cái ca kíp và các cái biện pháp để mà có thể là không phụ thuộc quá nhiều vào cái thời tiết như này, và để đảm bảo là công trình lúc nào cũng liên tục và xuyên suốt. Theo Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án, hiện nay các nhà thầu đang triển khai 14 mũi thi công với trên 220 nhân sự, 69 máy móc thiết bị các loại. Đến nay, cầu Đại Ngãi 2 đang thi công vượt tiến độ hơn 130% so với tiến độ tổng thể. Tất cả các đơn vị nhà thầu là huy động vật tư, máy móc, thiết bị và về đặc biệt là về con người để tập trung và nỗ lực tối đa thi công 3 ca 4 kíp và không quản ngày đêm để cố gắng hoàn thành dự án cầu Đại Ngãi 2 là cơ bản sẽ đạt được vào là ngày cuối tháng 4 năm 2025. Cầu Đại Ngãi có chiều dài hơn 15 km, đi qua hai tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng. Trong đó hai cầu chính là cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2 cùng các đường dẫn kết nối vào dự án. Khi hoàn thành giúp nối thông toàn tuyến quốc lộ 60, nâng cao năng lực vận tải cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo vành đai kết nối các tỉnh duyên hải miền Tây với thành phố Hồ Chí Minh.